Chào các em. Chúng ta tiếp tục giải vòng số 16 Olympic của khối lớp 9. Hay là kỳ thi vòng huyện, vòng thi cấp huyện đối với bảng B ha. Câu số 1. Cho hàm số này. Tìm số x dương để f x bằng 7. Như vậy là 2x bình cộng 3x phải bằng 5 em nhé. Như vậy các em sẽ tìm được fx bằng 7, như vậy là 2x bình cộng 3x phải bằng 5 thì cộng 2 mới bằng 7 được. Như vậy các em giải cái phương trình là 2x bình cộng 3x cộng 5 bằng 0. À xin lỗi, trừ 5 chứ nhé, trừ 5 thì không. Tức là 2x bình cộng 3x bằng 5 đó. Thì mình giải phương trình bậc 2 là 2x bình cộng 3x trừ 5 bằng 0. Thì các em sẽ có x bằng 1 và x bằng âm 2 rưỡi. Thì ta lấy x bằng 1 bởi vì ta đòi số dương mà. Câu số 2. Các em lấy x này thay vào đây. Vậy ta có hàng đẳng thức ha. 9 trừ 8. 9 trừ 8 là bằng 1. 1 trừ 1 lần đuôi là hết, vậy còn căn 2 thôi. Căn 2 thì các em tính tròn sắp xỉ ra là 1,41. 1,4142, vậy là làm tròn tới 2 chữ số phần. Là ra 1,41. Câu số 3, muốn hàm số này là hàm số bậc nhất á thì cái hệ số của x bình nó phải triệt tiêu. Vậy là m bình trừ 3m bằng 0. Như vậy các bạn phải có m bằng 0 hoặc là m bằng 3. Nhưng mà nếu m bằng 0 á thì cái hệ số đằng trước x nó triệt tiêu luôn. Vậy không còn hàm số bậc nhất nữa mà thành hàm hằng. Vậy m chỉ còn bằng 3 mà thôi. Tam giác cân ABC, cân tại A có đường cao AH, AH bằng 10, đường cao BK bằng 12. Tính cạnh đáy BC. Tam giác cân đường cao BK các em nhé, đường cao BK và đường cao AH. BK bằng 12. AH bằng 10 nè. BK bằng 12. Thì nhiệm vụ các em phải tính trở lại là BC. Bài này có rất nhiều cách làm kìa.
Giờ thầy chọn cái cách làm đơn giản nhất cho em xét góc C nha. Rồi giờ các em xét góc C cho thầy. Giờ các em gọi BH là x đi, thì HC cũng là x. Theo tính chất của tam giác cân thôi, đường cao cũng là đường trung tuyến thôi. Giờ máy cho thấy sin của góc C nè. Sin của góc C, tôi xét tam giác AHC nhé. Xét tam giác AHC thì sin C sẽ bằng đối chi hiền. Tan đi ha. Tính sin bình C cũng được. Sin C hả? Sin C xét tam giác KBC chứ đi. Xét tam giác KBC thì sin C sẽ bằng 12 chia cho 2x, tức là bằng 6 trên x. Đó là sin C ha. Ngoài ra xét tam giác AHC ta có tan C. Tan C thì bằng đối chi kề là 10 chia. Như vậy từ đây ta suy ra gì? Cos C. Ta giải kiểu độc đáo xíu anh. Cái dùng tam giác đồng dạng cũng được ha. Cos C sẽ bằng gì? Tan là bằng sin chữ cos đúng không? Thì cos cos sẽ bằng sin chia tan, bằng sin sin C chia cho tan C đó các em. Vậy sin C là nhiều, là 6 trên x nè. C là 6 trên x ha. Các em chia cho tan C tức là chia cho 10 trên x. Chia cho 10 trên x là 6 trên x nhân x trên 10 là bằng 3 phần 5. Cos C bằng 3 phần 5. Rồi giờ em giải cho thầy cái phương trình sau đây. Sin bình C. Sin bình C cộng cho cos bình C bằng 1 ha. Tức là gì? Sin bình C là 6 trên x là 36. 36 trên x bình đó. Rồi cộng cho cos bình C, tức là cộng cho 9 trên 25. Giờ nó sẽ bằng 1. Giải này thôi. Em sẽ tìm được x. Vậy là 36 trên x bình sẽ bằng 25 trừ 9 là 16 trên 25. X bình sẽ bằng 36 nhân 25 chia cho 16 là bằng 56,25, lấy căn 15/2 ha. Thì nhân đôi lên kia, BC là bằng 2x, vậy là bằng 15 đó. Ta qua câu 5. Để hàm số này, để đồ thị số này song song với hình thẳng này thì hai hệ số A phải bằng nhau. A cộng 2 phải bằng trừ 3. Vậy A sẽ bằng trừ 5. Tiếp tục cho tam giác ABC cân tại A. Tam giác ABC cân tại A. BC bằng 24. AC bằng 20. BC bằng 24. Tính độ dài bán kính đường tròn tâm ô nội tiếp.
Bài này có rất nhiều cách làm các em nhé. Bây giờ thầy chọn cái cách làm mà hơi ăn gian một chút, là các em dùng công thức S bằng PR, S bằng PR, diện tích của một tam giác á. Diện tích của một tam giác thì sẽ bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó nhân cho nửa chu vi nha. Bây giờ các em sẽ dễ dàng tính được là R sẽ bằng S chia cho P ha. Thì diện tích tam giác này các em tự tính, các em sẽ tính được mà, tôi nghĩ là các em sẽ tính được chứ có gì đâu mà không tính được. Tam giác cân hả? Có cạnh đáy là 24, cạnh bên là 20. Vậy các em sẽ tính được đường cao là bằng 16. Lấy 20 bình trừ cho 12 bình thôi là 16. Và diện tích sẽ là 16 nhân 24 rồi chia cho 2 là 192 đó. Diện tích tam giác này sẽ là 192. Còn nửa chu vi là gì? 20 cộng 20 cộng 24 rồi đem chia đôi là 32 ha. Vậy là nó sẽ ra ngay luôn 192 chia 32 6 em. Hơi ăn gian ha. Còn nếu mà chúng ta làm theo kiểu tam giác đồng dạng thì nó cũng khá mất thời gian. Các em lên kênh xem những cái chuyên đề tương tự ha. 6. Câu số 7. D1 song song D2 thì hai hệ số A phải bằng nhau. 2m phải bằng m cộng 1, vậy m phải bằng 1. Hàm số này, để hàm số này đi qua điểm A1 17 thì canh thế vô thôi. Thay x bằng 1, còn thay y bằng 17 rồi giải cái phương trình ẩn m đó ha. Giải phương trình ẩn m đó. Rồi, giờ thầy có phương trình gì? M bình trừ căn 3m trừ căn 2m cộng căn 6 nhân 1 cộng 17 bằng 17. Như vậy là x m bình, m bình trừ căn 3m trừ căn 2m cộng căn 6 là bằng 0 đó các em. Để kem giải cái phương trình này nè. M bình trừ cho căn 3m trừ cho căn 2m trừ cho căn 6 bằng 0. Các em đặt nhân tử chung rồi giải theo phương trình tích thôi. Nó sẽ được là m trừ căn 2 ở bên này là m trừ căn 3 bằng 0 vậy. Hình như cộng căn 6 thì thầy gõ lộn không? Vậy ta sẽ tìm được hai giá trị m ha. Số giá trị của m vậy là hai giá trị. Tiếp tục. Câu số 10 ta giải trước ha. Rồi câu 9 được. Rồi 2A bình trừ 5AB, các em chuyển hết qua bên đi, cộng 2B bình sẽ bằng 0 ha. Rồi tách ra, các em sử dụng cái giả thiết này. 2A bình trừ 4AB trừ AB cộng cho 2B bình bằng 0. Giờ đặt nguyên tử chung đi. Các em đặt nguyên tử chung, các em sẽ có 2A nhân cho A trừ 2B. Rồi bên này là trừ cho B nhân A trừ 2B. Như vậy là ra là A trừ 2B nhân cho 2A trừ B. A trừ 2B nhân cho 2A trừ B.
Như vậy là ta có là gì? A bằng 2B hoặc là B bằng 2A. A, B đều là số dương hết. A, B đều dương hết. Thì giờ ta chọn tình huống nào đây? B lớn A các em nhé. B lớn A. Thì như vậy là ta chọn ngay là B bằng 2A. B bằng 2A. Như vậy thay vào biểu thức A này, A nó sẽ bằng là 2B là bằng 4A này. Còn A trừ B là A trừ 2B cộng 1. Như vậy là 4A chia cho trừ A là bằng trừ 4. Trừ 4 rồi cộng cho 1 thì kết quả là bằng trừ 3 các em. Rồi, bài tiếp theo ta giải hệ phương trình này bình thường là m bình x cộng m y bằng 2m bình nhân khắp nơi phương trình trên với m, ở dưới là giữ nguyên, trừ trên cho dưới đây. Đó là m bình trừ 1, tất cả nhân x sẽ bằng 2m bình trừ m trừ 1. Thì cuối cùng x sẽ bằng 2m bình trừ m trừ 1 chia cho m bình trừ 1, x sẽ bằng 2m cộng 1, tất cả trên m cộng 1. Thì muốn x nguyên, muốn x nguyên thì m cộng 1 phải là ước của 1. Vậy m cộng 1 phải bằng 1 hoặc là m cộng 1 bằng âm 1. Vậy m bằng 0 hoặc là m bằng trừ 2 kia. Trừ 2 à. Em tự giải nha, câu số 10 á. Em tu tới tu lui nghe thầy hướng dẫn đó rồi làm, chứ giờ thầy không có thời gian để gõ ra phần mềm nữa. Chú ý câu 9 cũng là câu khá hay ha, 9 rất là hay đó. Ta nộp bài luôn kìa. Câu nào sai cái em tu lại, cái em tự sửa nha. Hàm số nghịch biến thì hệ số A phải âm. Vậy m sẽ nhỏ hơn âm 2 phần 3 nhân 1 phần 9 nữa là bằng âm 2 phần 27. Thế x bằng trừ 1 hiền 3 vô là A sẽ bằng 5 nha. Hai điểm B và C nằm trên đường tròn, ta mô bán kính R. Hai tiếp tuyến tại B và C cách nhau tại A. OA bằng R bằng 2. Các em dùng định lý Pythagore đảo ha.
các em sẽ suy ra được là ABOC là hình vuông đó. Vậy số đo cung nhỏ BC là 90 độ. Hoặc là dùng tỷ số lượng giác cũng được. Rồi, các em thay x bằng 2 y 4 và thay x bằng 6 y 8 giải hệ phương trình thôi. A sẽ bằng 1, B bằng 2 thì tổng của A và B sẽ bằng 3. 2 cái mũ chẵn cộng lại bằng 0 thì 2 cái cơ số này phải bằng 0. 2x trừ y phải bằng 4 và 3x cộng 2y phải bằng 13. Các em lại giải hệ phương trình 2 trừ 1 4 với lại 3 2 13. Vậy các em sẽ có là x bằng 3 còn y bằng 2. Vậy đây là 3 trừ 2 là bằng 1. 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1 thôi. Cái này sẽ ra 2016. Tìm một số hai chữ số, giờ thầy gọi đó là A và B đi, hàng chục là A, hàng đơn vị là B ha. Vậy A cộng B sẽ bằng 8. Đổi chỗ cho nhau thì ta có là B chục A đơn vị. B chục A đơn vị hơn cái số ban đầu là A chục B đơn vị 36. Vậy các em giải phương trình tiếp theo là 10B cộng A trừ cho 10A cộng B thì bằng 36. Vậy ta sẽ có một hệ phương trình. Đây các em. Gọi hàng chục là A, hàng đơn vị là B, vậy A cộng B bằng 8. Rồi đổi chỗ thì ta có số mới là 10B cộng A. Số ban đầu là A chục B đơn vị là 10A cộng B. 10A cộng B ha. Và nó bằng 16. Xin lỗi, 36. Vậy các em sẽ có một cái phương trình mới là gì? Trừ 9A cộng 9B bằng 36. Giải hệ phương trình đó. A bằng 2, B bằng 6, số đó là số 26. Hệ số gốc của đường thẳng này là y bằng ax ha. Đi qua góc tọa độ là y bằng ax nè. Thay x bằng 2, y bằng 3. Vậy là a sẽ bằng 3 phần 2. Rồi ta lại giải hệ phương trình các em. Thì các em sẽ giải ra là n trừ 2 sẽ bằng trừ 2,5, còn k sẽ bằng 3,5. Vậy n tóm lại là bằng trừ 0,5. N bằng trừ 0,5, K bằng 3,5. Vậy cộng lại sẽ bằng 3. Tam giác đều có cạnh bằng căn 3. Tam giác đều có cạnh bằng căn 3 thì đường cao này tam giác đều nổi tiếng. Thầy vẽ phát thôi, không có thời gian đâu mà vẽ kỹ. Rồi tam giác đều có cạnh bằng căn 3 ha.
thì cái đường cao sẽ là căn 3 nhân căn 3 trên 2. Em nhé. Là bằng 3 phần 2 là 1 rưỡi đó. Vậy đường cao của tam giác đều sẽ là 1 rưỡi, các em tự tính nha. Mà đường cao này chính là đường trung tuyến. Và tâm đường tròn chính là trọng tâm luôn. Thì bán kính là chiếm 2 phần 3. 2 phần 3 của 1 rưỡi là bằng 1 ha. Bán kính là bằng 1. Tỷ số giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác đều. Thì các em có thể lấy cái hình hồi nãy thí nghiệm luôn nè. Đây, bán kính đường tròn ngoại tiếp là 2 phần. Còn giờ các em vẽ bán kính đường tròn nội thôi. Thì nó là 1 phần thôi. Vậy là tỷ số giữa ngoại và nội là sẽ bằng 2, 2 phần chia 1 phần. Trên mặt phẳng tọa độ P cắt D tại điểm có hành độ bằng 2. Vậy ta lấy số 2 thay vào X này luôn. Vậy tung độ sẽ bằng trừ 4 ha. Vậy là điểm cắt nhau là 2 trừ 4. Rồi ta làm lại đem thế vào đây. Hai bình là 4. Còn Y là trừ 4. Vậy A sẽ bằng trừ 1. Phương trình này có một nghiệm là 5 phần 2. Thì các em lấy 5 phần 2 thay vào chữ X. Các em sẽ tìm được M thôi. Vậy là ta có thay vào là ta được cái gì? M nhân cho 25 phần 4 sẽ bằng 5 cộng cho 15 phần 2. 5 cộng 15 phần 2 rồi đem chia ra 25 phần 4 bằng 2. Là M sẽ bằng 2 nhé. M sẽ bằng 2. Thì các em lại thay vào đây, các em giải lại phương trình, các em sẽ thu được một nghiệm bằng 5 phần 2 và còn một nghiệm còn lại nữa ha. Còn nếu các em học định lý VS rồi á, thì dễ hơn. Nghiệm còn lại sẽ bằng âm 1. Tam giác vuông ABC có AB 15, AC 20. Dùng Pythagore các em tính ra BC đi, là bằng 25. Vẽ đường tròn tâm A bán kính R tiếp xúc với BC, thì bán kính đó cũng chính là đường cao của tam giác luôn. Và dùng hệ thức lượng các em tính 15 nhân 20 chia 25, em sẽ ra đường cao là 12, tức là bán kính nó bằng 12 luôn. Vẽ hình ra thấy liền à. M bằng 0 thì hàm số này sẽ trở thành hàm số nào? Nếu M bằng 0 thì hàm số này nó sẽ đổi thành hàm số là Y bằng 3 phần trừ 4, tức là trừ 0,75 X. Trừ 3. Đây kia. Nó đây. Tam giác này sẽ có chu vi là gì? Cạnh này bằng 4, cạnh này 3. Vậy Pythagore cạnh này là 5. 3, 4, 5 là 12 ha. Các em chuẩn bị giấy caro vẽ nhanh hơn. Phương trình này có một nghiệm bằng 3 thì 4 lần nghiệm còn lại sẽ bằng bao nhiêu? Vậy các em lấy
x kem thay bằng 3 đi để tìm m thôi ra. Vậy ta có là 2 nhân 3 bình là 18 trừ cho 3 nhân m cộng 4 cộng m bằng 0. M sẽ bằng 3 cái m bằng 3, các em thay lại vào trong phương trình này, các em giải tìm nghiệm còn lại hoặc là dùng định lý VS ha. Tìm nghiệm còn lại là 1/2 các em. Một phần hai mà người ta hỏi 4 lần nghiệm còn lại, như vậy là lấy 4 nhân 1/2 là bằng 2 ha. Rồi, tạm biệt các em. Ta đã hoàn thành xong cái vòng thi này.